càng tiếp xúc với Nhi, mẹ thấy Nhi quá khác so với nếp sống sinh hoạt của nhà mình. Mẹ nghĩ con cứ phải nói rõ ràng với Nhi, để sau này về đây sống đỡ phải bỡ ngỡ mà sinh chuyện. Ôi giời, con lấy vợ là để sinh em bé chứ phải để sinh chuyện đâu mà mẹ lo. Anh nhớ mồm của anh đấy. À mẹ ơi, mẹ nói là Nhi và nhà mình có nhiều sự khác biệt, hay là bọn con giờ ở riêng nhá? Con nghĩ như thế lại hay. Một tuần con về ăn cơm với bố mẹ 3-4 lần hoặc 5-6 lần được. Không nhá, nhà cửa đàng hoàng không ở, tự dưng lại đòi ra ở riêng làm gì? Thục anh, xe buýt đi lâu nhở em nhở? Anh đứng đây chờ em mãi đấy. Anh chờ em làm gì ạ? Anh về nhà rồi, làm gì thì làm đi chứ. Chúng mình làm cùng một chỗ, lại ở cùng một khu, thì cứ chờ nhau cho nó tình cảm. Thục anh ơi, hay từ mai em đừng đi xe buýt nữa nhá. Đây, em cứ ngồi ở đây. Anh hứa là sẽ đưa em đến tất cả những nơi nào mà em muốn. Ý của anh là em cứ ngồi ở sau xe anh, rồi anh đưa em đi làm, rồi đón em về nhá. Thôi ạ, bọn mình làm theo ca, nhiều khi cũng không làm cùng giờ với nhau. Em thiết nghĩ là mình chủ động thì vẫn hơn, mỗi người một việc. Nếu hôm nào em đi làm không cùng ca với anh thì em cứ chủ động đi xe buýt, còn nếu làm cùng ca thì cho anh đón em nhá. Vì cô mà tôi bị đuổi việc 2 lần trong vòng 1 tháng. Tự làm thì tự chịu, anh kém nó mới bị đuổi, chết gì ai. Cô nói thế mà nghe được à? Lần thứ nhất cô để tôi đợi cô dài cổ ra, ai mà chờ được cô? Lần thứ hai sao? Lần thứ hai rõ ràng cô vu khống tôi, đúng không ạ? Tôi không có rảnh nha, đừng có đứng đây lèm bèm nữa. Cố đi xin việc đi, đừng cố để gặp lại tôi. Cô, tôi đã định bỏ qua cho cô, nhưng mà với cái thái độ của cô, quên đi. Anh tính làm gì? Tôi sẽ vạch trần bằng được bộ mặt giả dối của cô. Chị ngũ cốc à? Đến bệnh viện. Không.